ngày xưa. Em lúc đó gì cô bé? Giữa hai vừa 2000 năm trước. In a small town called Nazareth. Có một ngôi làng nhỏ tên là Nazareth. Nazareth was a very quiet and small town. Đó là một ngôi làng nhỏ và yên bình. Trong một ngôi làng nhỏ. Có một người phụ nữ trẻ tên là Mary. And then she was married to be a good man named Joseph. Và cô ấy được hứa gả cho một người đàn ông tốt tên là Joseph. Well, one day, an angel appeared to them, to her. Một ngày nọ, thiên sứ hiện ra cô ấy và phán rằng that she was going to bear a son of God. Rằng cô ấy sẽ chịu mang thai một đứa con của Chúa. A leader named Caesar Augustus needs to pay some taxes. Và khi đó, vua ra chứng chỉ và đóng thuế. And then Mary and Joseph are make their way to Bethlehem. Và Joseph và Mary đến thành Bethlehem. The Nazareth to Bethlehem. Khi đến thành Bethlehem. And then guess what will happen? Có một sự việc đã xảy ra. But they're turned away from all the inns because it was full. Tất cả nhà trọ đó đã đầy. And then turned away the inns because it was full. Và họ đã trở về vì tất cả những nhà trọ đó đã đầy người. So he came into a small inn. Và họ đã tới một căn nhà nhỏ. They asked for a place to sleep. Họ xin một chỗ để ngủ. And then they're going to the stable. Và họ and they went to the stable. Và họ đến một cái chuồng chiên. Joseph made a warm cloak for Mary. Joseph đã làm một tổ bằng rơm cho Mary. And soon Mary gave birth to Jesus. Và sau đó Mary đã hạ sinh Jesus. Again, a few days later. Một ngày sau đó. Mary gave birth to a son. Mary đã hạ sinh một người con trai. Named Jesus. Tên là Jesus. And then one day from that near Bethlehem. Gần thành Bethlehem. That night. Vào đêm đó. There some sleeping shepherds are watch on the flocks of sheep. Có những người chân chiên đang ở ngoài đồng. But suddenly an angel of the Lord appeared to the shepherds. Thiên sứ đã hiện ra với họ. The shepherds were terribly afraid. Và phán rằng đừng sợ. I can't again. An angel said. Và thiên sứ nói. Do not be afraid. Đừng sợ. I have good news for you. Ta sẽ mang tin lành đến các ngươi. There's a savior who has been born in Bethlehem. Một ấn cứu thế đã được sinh ra. And then a group of heavenly angels appear and they sing songs. Và xuất hiện một đoàn thiên sứ hát một bài hát. Afterwards, the shepherd said. Và sau đó, Joseph nói rằng. Nói rằng we should go to Bethlehem. Chúng ta nên tới thành Bethlehem. And then they ran to the stable and they found baby Jesus. Và họ tìm thấy đứa bé Giê-xu. And then Mary was told the story. Và Mary đã kể lại câu chuyện cho họ. And then the wise men were saw the bright star was a sign. Những nhà thông thái đã nhìn thấy một ngôi sao sáng. And then they went to Jerusalem to see King Herod. Và họ đến kêu vua Herod. And after that, we go to Bethlehem to see King Jesus. Và sau đó họ đến thành Bethlehem để nhìn thấy đứa bé. And buy him gifts. Và thờ tôn thờ ngài. That's why Jesus was born the Son of God, of God's love. Đó là câu chuyện về cách mà Chúa đã được sinh ra. Yeah. Amen.